bây giờ xe này là xuống C7C đường Phạm Hùng với chị Chi cái nhà ha. Còn bây giờ mình phải chịu khó tăng bo, mình phải chịu khó tăng bo 5 bao này vô cho chị Cúc ở chợ Thế Tứ. Thì mình xin nói cái nhà mình vậy. Chị Cúc ở chợ Thế Tứ được bạn Nguyệt Quế ở Mỹ ủng hộ 100 đô là tương đương là 2.260.000. 5 bao thức ăn mèo này là chưa đủ 2.260.000 cả nhà ha. Bây giờ mời cả nhà mình qua bên chị Cúc rồi mình giải thích cho cả nhà mình luôn nha. Xin mời cả nhà. Rồi, siêu nhân xin chào ông bà cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Là một ngày mới, siêu nhân xin kính chúc anh chị em trong và ngoài nước mình ngày mới được nhiều sức khỏe cả nhà ha. Cả nhà mình thấy hiện giờ trên xe mình là có 5 bao thức ăn mèo. Và mình đang đến nhà này là nhà của chị Cúc cả nhà mình ha. Chị Cúc mà vừa rồi là chị cũng bệnh mà nằm không có ngồi dậy nổi, để cảm ơn cả nhà mình đó. Thì hôm nay được bạn Nguyệt Quế ở Mỹ ủng hộ cho chị Cúc 100 đô. Mình mua 5 bao thôi cả nhà ha. Thì đương nhiên là phải còn lại dư tiền đó là mình chút đỉnh thì mình bỏ qua trạm chị Chi. Tại vì cái này là thức ăn mình mua bao, đâm ra là mình không có đưa đúng số tiền được cả nhà ha, mong cả nhà mình thông cảm. Bây giờ là mình đã chở 5 bao thức ăn mèo đến nhà chị Cúc. Bây giờ mình xin mời cả nhà mình vô thăm chị Cúc và các bé ở nhà tạm chị Cúc cả nhà ha. Mời cả nhà. Em chào chị nha. Hôm nay em đem 5 bao thức ăn mèo này là của bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế ở Mỹ gửi tặng cho chị ha. Thì em cũng xin nói với chị nè, đúng ra thì tặng cho chị là 100 đô bằng 2.260.000. Nhưng mà bây giờ mua thức ăn thì nó lỡ cỡ. Thôi để vô nhà nói cho nó nghe cho nó rõ luôn hơn. Bây giờ chị phụ vô cho với em xong rồi lấy một bao ra cho tụi nó ăn liền giùm em cái. Rồi ở đây là chị Cúc thôi cái nhà mình ha. Chị Cúc xin chào. Em không có nghe được cái gì luôn á. 200 bé người ta la một tiếng còn êm à. Có một mình la không êm là sao hả? Thì bây giờ là mình nói cho các bà khui ra cho các bé ăn. Các bé đang đều là chờ cái nhà mình. Chút xíu cái nhà mình ha. Rồi bây đây là chị Cúc bắt đầu là cho các bé ăn nha cả nhà mình ha. Mình xin nhắc lại cả nhà mình như vậy nè. Tiền của chị Cúc là 100 đô là 2.260.000. Nhưng mà mình mua thức ăn thì nó hơi lỡ cỡ một chút xíu. Nếu mà mình lấy 6 bao thì nó sẽ dư. Mà mình lấy 5 bao thì nó sẽ thiếu tiền của chị Cúc. Thì bây giờ là mình quyết định là mình lấy 5 bao hai cái nhà ha, thì dư ra được chút đỉnh thì là cho trạm ở ngoài chị Chi. Tại ở ngoài chị Chi rất là nhiều bé, thì có nghĩa là mình nói với cái nhà mình là nó không tròn được số tiền ha cái nhà ha. Chừng nào mà mình chuyển tiền thì nó mới tròn số, mới đúng số được. Còn cái này là mình mua thức ăn thì thức ăn nó nằm trong bao, không lẽ giờ mình khui ra mình mua 5.5 bao thí dụ vậy. Thì ở phía mình mua là cái công ty thì không có được làm chuyện đó cái nhà ha, bán nguyên bao. Nó thì mong cả nhà mình thông cảm và cũng mong chị Cúc thông cảm. Thì bây giờ cái số dư thì là mình cho ngoài trạm chi thôi. Và nếu như mà mình lấy 6 bao thì trạm chi ít lại chút xíu. Nhưng mà ở ngoài chị Chi tới 400 bé lận thì ưu tiên cho chị Chi nhiều hơn chút xíu cũng không sao cả nhà ha. Và mong cả nhà và hiểu giùm mình cái khoản này và cũng mong chị Cúc là thông cảm bớt. Tại chị Cúc ở đây là chỉ có 70 bé thôi. Cái đợt hôm nay em ghé đây là với chị là đúng ra thì cái này em nhận của chị Nguyệt Quế và mẹ chị Nguyệt Quế gửi cho chị rất là lâu rồi. Em đã nói chị rồi rất là lâu nhưng mà em không có đến được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đầu tháng em định đi nhưng mà cũng không có đi được luôn, do em đi mấy chỗ khác nữa. Thì tới hôm nay, mãi hôm nay em mới đến được, thì cái mong chị cũng thông cảm ha. Vì đúng ra thì em đưa tiền giống như chị, mà chị nói với em là bây giờ là tiền chị Nguyệt Quế là gửi cho chị là 50 đô là lo cho các bé. Và 50 đô là chị uống thuốc ha.
Nhưng mà chị nói với em là thôi bây giờ cái hôm trước em chuyển cho chị thì vẫn còn. Thì bây giờ chị lấy cái tiền đó chị uống thuốc. Còn cái này là chị nhờ em mua thức ăn, hết thức ăn mèo giùm cho chị. Dạ, 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 để cho chị khỏi mua, giờ nó rẻ hơn đúng không? Dạ, dạ. Đó. Thì vì cái chỗ này là em mới chậm trễ lại với chị ha. Còn nếu như mà chị nói ờ chị lấy vô. Tiền. Đi vô. Trời, nó đường. Nếu mà chị nói là chị lấy tiền thì nó rất là dễ. Em chuyển liền cho chị ngay lúc đó luôn. Còn cái này là chị nhờ em mua thức ăn thì đâm ra là phải là lệ thuộc cho công ty đồ các thứ hết đó chị ha. Tại vì mèo nó ăn cơm nó bệnh đó chú. Đi quá đi rồi cái nó chết hết mất hai bé. Dạ. Rồi đâu có đi chích chóc được đâu, rồi xong một bà cụ lớn cũng đi rồi. Mà hôm nay chị khỏe nhiều chưa? Dạ, đỡ nhiều rồi chú. Dạ. Rồi cái tiền hôm hổm em chuyển cho chị là chị nhận ra được chưa? Chị rút ra được chưa? Đúng rồi, rút trả tiền cá cho. Dạ rồi. Dạ, rồi cũng mua được 1 triệu tiền thuốc. Rồi em xin nhắc lại chị này một lần nữa ha. Cái này là em xin nhắc lại thôi nha. 100 đô này là của chị Nguyệt Quế ở Mỹ gửi cho chị. 50 đô á là chị Nguyệt Quế là muốn chị mua thức ăn cho các bé. Dạ. Còn 50 đô là gửi cho chị uống thuốc. Nhưng mà chị nói với em á là nhờ em mua hết thức ăn ha. Thì cái tiền mà thức uống của chị là chị lấy cái tiền hôm trước em gửi qua. Dạ, đúng rồi. Nói gì cái chỗ này đâm ra mới chậm trễ. Dạ. Đó chị ha. Rồi phải đợi lệ thuộc cho công ty mở cửa và phải đi đường và với lại các em đầu tháng vô em rất là bận. Dạ, dạ. Tâm ra nói nhiều chuyện mong chị thông cảm nha. Thì em chở đến cho chị 5 bao có nghĩa là mới có 2 triệu thôi. Dạ. Nếu mà em chở 6 bao á thì là thiếu bên phần của chị Cúc chị Chi. Dạ, dạ. Mà em chở 5 bao á thì hơi thiệt là cho chị, mà cũng mong chị thông cảm tại vì cái này là em lấy công ty nói chẳng chứ không có lấy lẻ được. Dạ. Thì chị thiệt thòi chút xíu nhưng mà chị Chi là sẽ được nhiều hơn chút xíu. Dạ, tại vì ở ngoài chị Chi tới 400 bé rồi. Dạ. Thấy chị ha, chị mình chỉ 60-70 bé thôi. Dạ, ở ngoài chị Chi 400 bé. Dạ. Mong chị hiểu và thông cảm giùm em cái này ha. Dạ. Dạ, dạ. Cũng là cũng ăn cắp ăn không á mà. Đi lên đi Châu, lên con. Mày dí mèo muốn thì chết à. Nó cắn mưa hồn cắn quá à. Đồ nó cắn hả. Cắn mèo à? À, ăn hết rồi cả nhà mình. Mình thấy thương không? Rồi nó bu theo rồi. Rồi nó bu theo. Mấy bé chó này nó có ăn hạt hả chị? Không, nó ăn cơm với nó ăn hết chung là nó ăn thịt chứ nó không ăn cá nữa. Dạ. Yeah. Vậy là mấy bé chó là không ăn chứ không phải là chị không có cho ăn ở cái nhà mình ha. Ở nhà mình nói sao cũng không thấy các bé ăn. Với lại chị phải lấy nước để cho tụi nó uống nha, ăn hạt. À dạ dạ đúng rồi có. À. Rồi ở ngoài này ăn ca nữa. Dạ. Yeah. Ăn hạt là phải để nước cho thường với lại nhiều khi khán giả không, vô xem thì nước cho nó chết cho dạ đúng rồi. Ủa ông, có một con bị là nó chữa được. Dạ. Trời, nó uống thuốc ngoài là cho nó uống duy trì 2 tháng trời lắm hết. 5 bao này là tụi nó ăn khoảng bao lâu chị? Dạ, cứ nếu mà không ăn cơm á là trong này á là ngày là 3 kg. Còn tụi ngoài nó ăn cơm. Ngày 3 kg một bao 10 kg có nghĩa là 5 bao là 3 lần 5 15 hoặc là với lại cộng cái lẻ nữa là cộng được 20 ngày. Dạ. Dạ, nó giờ gần 20 ngày. Thì nó ăn cơm. Dạ. Dạ, cho nên nếu mà tụi ngoài ăn nữa là ngày 6 kg. Đi ra ăn đi con, chú trốn đi chợ ba con. Dạ, bây giờ cho tôi xin nói lời cảm ơn với cô gì đó chú. Chị thì kêu cái này là của mẹ của bà Nguyệt Quế và Nguyệt Quế, một Quế là con hả? Có nghĩa là kêu bằng chị, kêu bằng cô được rồi, cô em á. Cô nhỏ. Dạ. Thôi chị kêu bằng cháu đi. Cháu Nguyệt Quế là cô là má. Dạ thì nếu tiện đây thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô mẹ của cô Nguyệt Quế. Dạ. Cháu Nguyệt Quế dạ, đã gửi cho tôi số tiền là 100 đô, 50 thì cho các bé dùng để ăn đồ ăn. Dạ đúng rồi. Dạ còn 50 thì để cho tôi uống thuốc, tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ. Cô và cháu
Dạ xin cô và cháu nhận lời cảm ơn của tôi. Đó, thì đúng ra thì em sẽ làm theo ý Mạnh Thường Quân, nhưng mà điện lại chị thì chị dặn em vậy thì em sẽ làm theo ý chị vậy ha. Không, dạ. Thì có cần thức ăn chú. Dạ đó thì chị cần thức ăn thì em sẽ mua bằng thức ăn, đâm ra nó chờ mới lâu lâu mới đến đó chị ha. Dạ. Chứ còn tiền thì em chuyển trong vòng 2 phút là chị nhận được rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà chị mua lẻ thì mắc hơn em mua được nhiều đúng không? Hả? Chị mua chị nếu mà chị đi mua thức ăn mèo thì mắc hơn em nhiều đúng không? Mắc tương như chú 65 ngàn ký đó chú. 65 ngàn một ký hả? 65 ngàn tôi mua ở Naya đó, đem vô Naya tiêu thụ gì đó. Dạ. Chứ cũng không có ngoài, cũng không có bán. À có nghĩa là chị Cúc là mua nhà mình đi mua cho nó rẻ bớt, có nghĩa là chị chỉ đi mua, tự đi mua tới 65 ngàn một ký rồi cả nhà ha. Chú lên cái kênh nó chỉ coi là nó đầy 65 ngàn một ký thì có tôi cứ đặt cái nó đem vô. Dạ. Rồi hôm nay chị khỏe nhiều rồi đúng không? Dạ cũng khỏe nhiều rồi chú. Dạ cảm ơn cả dạ. Mạnh Thường Quân cả tâm dạ cũng ủng hộ đóng góp cho chị. Thấy cái hộp thuốc này không? Cái hộp thuốc này là cái hộp thuốc Paradon nha chị ha. Dạ, dạ. Paradon cái này là của Úc ha, của Úc gửi về, cái này là của bạn Quyền Nguyễn ở Úc gửi về cho em đặng chia cho bà con. Ví dụ như mà cái này là dạng như là thuốc nhức đầu ha, đau nhức đầu đó chị, thì ấy là chị uống mỗi một lần chị uống là 2 viên thôi nha. Dạ. Thì em uống 2 viên. Dạ một lần uống 2 viên, đừng có kèm thuốc gì hết chị ha. Dạ. Mà thầy em. Dạ có đó. chị hỏi thăm lại đi này, nó cũng chị bao tử thì chị ăn no, nói chung là chị ăn no chị mới được uống là không sao. Rồi cái này em gửi cho chị 5 dĩ ha, 5 dĩ thuốc của Úc ha. Cái này là thuốc đau nhức đầu ha, tại vì dạ cái này là của cô Quyền Nguyễn ở Úc, thuốc này của Úc nhập về, nói chung là thuốc rất là hay hả chị ha. Dạ, dạ. Đúng ra thì em cho mỗi người 2 dĩ thôi, nhưng mà chị thì hay bệnh mua nhiều, em cho chị 5 dĩ ha. Còn lại 5 dĩ mình đem thêm một hộp hả cả nhà ha. Còn lại 5 dĩ thì mình đem ra cho chị Chi ở đường Phạm Hùng hả cả nhà ha. Dạ cũng xin cảm ơn cô Quyền Nguyễn. Dạ cô Quyền Nguyễn đã gửi thuốc về cho các trạm để dùng trong cái mùa dịch này. Dạ. Cảm ơn dạ. Thuốc này là thuốc đau nhất đó chị ha, ăn no mới uống lần 2 viên, không kèm với thuốc gì nữa nha chị ha. Tôi hay dùng thuốc nội của mình. Thì nói chung là chị uống cái này á, đau nhất là chị uống cái này là uống 2 viên này, chị không kèm đâu thuốc gì nữa hết. Dạ, ha. Chị uống ngày 2 dạ. Uống là ăn no rồi uống ngày 3 lần hả chị ha. Dạ, dạ. Dạ rồi. Và mình cũng xin đại diện chủ kênh cảm ơn bà Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế rất là nhiều, và cũng cảm ơn luôn bạn Quyền Nguyễn ở Úc gửi thuốc về để cho mình chia cho bà con đồ uống ha. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế ở Mỹ rất là nhiều nha. Xin chúc bà Nguyệt Quế và mẹ bà Nguyệt Quế được nhiều, luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Rồi em xin chào tạm biệt chị ở đây ha. Em dạ. Còn đi chỗ khác nữa nha. Dạ, dạ chào. Dạ. Dạ. Cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước nhiều ạ. Dạ. Dạ. Rồi mình cũng xin khép clip này lại. Cuối clip thì cũng xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống luôn nha cả nhà ha. Mong cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ rồi luôn nha cả nhà mình. Thì bây giờ là mình tiếp tục đi ra ngoài hẻm C7C đường Phạm Hùng ở ngoài quận 8 này nha cả nhà ha, ghé trạm của chị Chi. Mời cả nhà.